giờ mình đã biết chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia sĩ vắng mùa thu vẫn đẹp như ước mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, anh biết làm sao. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay vô tình mình có về lọt được một cái cặp loa Bose 251 các bạn. Thì dòng này mình đã từng giới thiệu các bạn ở trên kênh của mình rồi nha. Tuy nhiên thì cái dòng này thì nó chưa có được phổ biến là mấy, cho nên là khá là ít bạn biết về cái dòng này. Hoặc là biết thì chị cũng chỉ biết sơ sơ thôi, chứ nó không phổ biến như những cái dòng khác nha các bạn. Đó, thì cái video đó thì mình đăng thì cũng khá là chi tiết về cái dòng 251. Tuy nhiên thì mình thấy cái lượt view, cái lượt xem thì nó hơi ít nha các bạn. Thì hy vọng trong thời gian tới thì bên trên kênh của mình nó có thể cung cấp cho các bạn nhiều cái model ha, nhiều cái sản phẩm mới lạ, đa dạng hơn về các sản phẩm của Bose các bạn. Ngoài các dòng loa tay ha, 101, xí ngầu vân vân kiểu các bạn, thì mình sẽ càng ngày ha, hy vọng mình có điều kiện để mình phát triển, để mình nhập thêm nhiều cái dòng loa mới, cái model khác các bạn, cái model khác các bạn, để cùng chia sẻ các bạn, chia sẻ, giới thiệu và bán cho các bạn nha các bạn. Đó, thì cặp 251 này mình mới về, thì bật lên test các bạn ha, bật lên test, mình giật cây căng ra để mình thử xem kiểm tra nó như thế nào. Thì nói chung hàng hóa về thì nó tùm lum tùm la hết các bạn. Mình cũng chưa định giá được cái cặp này ha. Thì ở video clip sau á thì mình sẽ báo giá chi tiết hơn ha, cũng như để cho các bạn xem về ngoại hình vân vân. Rồi thông số, rồi báo xem tình trạng lo có zin hay không, có hát tốt hay không, ở một cái video tiếp theo. Các bạn, thì video hôm nay thì mình chỉ kết thúc ngắn như vậy thôi ha. Thì mời các bạn đăng ký kênh của mình, nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những cái video mới, và cũng như kết bạn với mình qua Zalo nha các bạn, số điện thoại là 0908272812 để tiện trao đổi thông tin về các sản phẩm âm thanh nha các bạn. Rồi, hẹn các bạn ở cái video clip tiếp theo, chi tiết hơn giá cả, rồi mọi thứ test về cái dòng loa 251 này nha các bạn. Thì sắp tới đây mình cũng sẽ về cái dòng này, nó cũng hơi nhiều các bạn, cũng vài được vài cặp nha các bạn. Thật chất thì dòng này nó hơi hiếm các bạn, thì về được tầm 3 cặp 5 cặp đã được gọi là nhiều rồi nha các bạn. Đó. Ok, chào các bạn, hẹn các bạn ở cái video clip tiếp theo.